Tết Thanh Minh là một dịp lễ cổ truyền rất quan trọng đối với người phương Đông, bắt đầu từ ngày 4 hoặc 5 tháng 4 dương lịch. Vào ngày này, con cháu cùng nhau kéo về thăm mộ tổ tiên, cùng nhau dọn dẹp quét rửa mộ phần, bày biện mâm cúng, mong tổ tiên phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh bình an. Tết Thanh Minh không chỉ nhắc chúng ta nhớ về quê hương nguồn cội, mà cũng là lời nhắc nhở con cháu cần phải hiếu thảo với các bậc tiền bối khi họ còn sống. Trăm thiện, hiếu đứng đầu. Câu chuyện về sự kiên trì, hiếu lễ. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Cổ nhân có câu, trăm thiện, hiếu đứng đầu. Ngày xưa, cha ông ta dùng chữ nho, mỗi một chữ đều mang nội hàm triết lý sâu xa. Chữ giáo bao gồm chữ hiếu, đặt bên cạnh bộ phóc, tác động nhẹ, hàm ý rằng bản chất của giáo dục là bắt đầu từ đạo hiếu, sau đó tiếp tục tác động dẫn dắt trở thành người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp. Chiếu theo lời dạy của Khổng Tử, sách Đệ Tử Quy viết: hiếu để trước rồi cẩn tín, yêu rộng khắp gần người nhân, có dư sức thì học văn. Có thể thấy Khổng Tử đặt chữ hiếu đầu tiên, sau đó mới là những đức tính tốt đẹp khác, cho thấy chữ hiếu rất quan trọng đối với một con người. Câu chuyện về sự kiên trì hiếu lễ. Xưa nay vẫn luôn lưu truyền những câu chuyện về lòng hiếu thảo cảm động trời xanh của người xưa. Nhưng ngoài những tấm gương hiếu thảo được viết trong cuốn Nhị Thập Tứ Hiếu được lưu truyền rộng rãi, cũng còn rất nhiều những câu chuyện khác được ghi chép trong sử sách. Trong Thế Thuyết Tân Ngữ có một câu chuyện về sự kiên trì, hiếu lễ như sau. Trần Di, người quận Ngô, là người vô cùng hiếu thuận với cha mẹ. Mẹ anh thích ăn cơm cháy. Trần Di vốn dĩ giữ chức chủ bạ trong quận, là người chuyên giải quyết sổ sách văn thư. Mỗi ngày khi đến quận sở làm việc, Trần Di đều mang theo một cái túi nhỏ. Mỗi khi nấu cơm, anh đều dành ra một ít cơm cháy. Khi về nhà thì lấy ra cho mẹ ăn. Sau này khi giặc Tôn Ưng tiến vào chiếm cứ quận Ngô, quan nội sử trong triều là Viên Sơn Tùng lập tức xuất binh chinh phạt. Lúc đó Trần Di đã dồn được vài đấu cơm cháy. Vì tình hình có biến nên không kịp đem cơm về nhà cho mẹ, bèn mang cơm cháy cùng ra chiến trận. Hai bên khai chiến, Viên Sơn Tùng bại trận, quân đội tán loạn, phải chạy trốn đến núi sâu đầm lầy, không có thức ăn. Rất nhiều binh lính đã chết đói, chỉ duy nhất một mình Trần Di nhờ ăn cơm cháy mà sống sót. Lúc đó mọi người biết chuyện đều cho rằng điều này chắc chắn là hồi báo từ thiên thượng cho tấm lòng hiếu thảo, thuần hậu của Trần Di đối với mẹ. Người Trung Quốc có câu, cha mẹ nằm giường bệnh lâu ngày thì khó có đứa con nào còn hiếu thảo nữa. Hiếu thuận với cha mẹ xem ra thì vô cùng đơn giản, nhưng cần làm được kiên trì, bền bỉ mới là có hiếu thực sự. Xem qua thì cách hành xử của Trần Di trong câu chuyện trên chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng có thể kiên trì thực hiện một cách không gián đoạn thì thực sự rất khó. Điều này cũng giống như đạo lý tích tiểu thành đại, nước chảy đá mòn. Ngạn ngữ có câu, cao bất thành, đê bất tựu, ý nói là việc lớn nhỏ đều làm không xong. Có người việc lớn làm không nổi, việc nhỏ lại không muốn làm, cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì. Cũng có người không thích câu nệ tiểu tiết, cho rằng những việc nhỏ vốn dĩ không ảnh hưởng đến đại cục chung nên sẽ lơ đãng, không tự ước thúc bản thân. Kỳ thực qua những việc nhỏ chúng ta mới thấy được bản tính chân thực của một người. Vì những việc nhỏ luôn yêu cầu sự kiên trì và bền bỉ, phải kiên nhẫn trong thời gian dài mới có thể làm được. Khổng Tử cũng từng nói với các học trò của mình rằng hiếu kính cha mẹ khó khăn nhất chính là không để cha mẹ phải nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mình. Nếu như chúng ta biểu lộ ánh mắt coi thường và thiếu kiên nhẫn, như thế sẽ khiến cha mẹ cảm thấy không an lòng. Mỗi ngày hãy chú ý đến từng ánh mắt của các đấng sinh thành, dành vài phút để trò chuyện với họ, không chê bai, không oán trách. Kể cả khi tức giận cũng nên kiềm chế lại, luôn giữ vẻ mặt ôn hòa. Như thế mới thực sự là người hiếu kính cha mẹ. Họ cũng sẽ vì thế mà có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, đây lại là việc không hề dễ dàng. Cần con cái phải thực sự rất yêu thương cha mẹ và tự nhắc nhở mình mỗi ngày khi chăm sóc cha mẹ già.